vị đang đến với kênh YouTube Nhà Đẹp Mất Hôm. Trong số ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng xem qua công trình của gia đình anh Nguyên có địa chỉ tại Hải Phòng. Trước khi đi vào chi tiết công trình thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị thêm một số thông tin về công ty của chúng tôi. Về quy trình làm việc của Mất Hôm thì quý vị có thể truy cập vào trang web mahomgroup.vn để xem, chọn vào mục quy trình làm việc. Cơ bản thì sẽ gồm có 6 bước. Đầu tiên là tư vấn khách hàng, tiếp sau đó sẽ gặp trực tiếp ký kết hợp đồng, triển khai hợp đồng, giám sát thi công và cuối cùng là bàn giao công trình. Hiện tại thì Mất Hôm hoạt động trên phạm vi cả nước, gồm có thiết kế, thi công, cải tạo, hoàn thiện nội thất và cung cấp vật liệu xây dựng. Văn phòng làm việc của chúng tôi thì đặt tại ba miền Bắc Trung Nam, tương ứng với Hà Nội, Hà Tĩnh và thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể dễ dàng di chuyển. Nếu có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình 096 445 8888 082 81 33333. Công trình ngày hôm nay là một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng. Hiện tại thì ở Việt Nam các loại mái phổ biến có thể kể đến như là mái Nhật, mái Thái, mái Bằng, mái Lệch, mái Mansa. Trong đó thì mái Nhật được nhiều chủ đầu tư lựa chọn nhất bởi vì loại mái này có chi phí hợp lý, đẹp về thẩm mỹ, khả năng chống nóng và thoát nước mưa tốt. Theo yêu cầu của gia đình anh Nguyên thì chúng tôi đã thiết kế một mẫu nhà mang phong cách kiến trúc hiện đại. Như quý vị thấy trên màn hình thì công trình này sẽ không có những chi tiết trang trí cầu kỳ, không có vật chỉ phù điêu, hoa văn trang trí. Chúng tôi tập trung vào việc sử dụng màu sắc và các vật liệu trang trí bên ngoài. Vị trí mặt tiền sẽ là sảnh chính với mái sảnh và cột vuông, phần trụ cột sẽ được ốp gạch ai đắc bên dưới để tạo sự chắc chắn. Chân tường thì sẽ được ốp đá tự nhiên, loại đá này cũng được sử dụng để ốp cho một phần diện tường ở tầng 1. Quý vị lưu ý, để đẹp hơn về thẩm mỹ thì thông thường màu sắc được sử dụng cho các chi tiết bên dưới sẽ đậm hơn để tạo nên cảm giác cân bằng và vững chắc. Xem qua một chút góc nhìn phía sau công trình, quý vị sẽ thấy được sự đồng nhất trong thiết kế cũng như là màu sắc từ trước ra sau, tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh và ăn khớp. Đó cũng chính là tiêu chí thiết kế của Mất Hôm. Màu sắc chủ đạo chúng tôi sử dụng là gam màu trắng sứ. Màu xanh ghi thì sẽ được dùng cho vị trí tiếp giáp với sàn, tiếp giáp với mái, vị trí phân tầng và hai chiếc cột trang trí ở mặt tiền. Những màu sắc điểm nhấn thì nên xuất hiện ở vị trí phù hợp, không nên chiếm quá nhiều diện tích, như vậy thì sẽ dễ làm cho công trình bị rối. Và để đảm bảo tinh thần hiện đại cũng như là khả năng đón nhận ánh sáng vào bên trong công trình, kể cả khi chúng ta đóng kín cửa, thì chúng tôi đã lựa chọn chất liệu nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính cường lực màu trắng trong suốt. Với những hình ảnh phối cảnh 3D thì chúng tôi luôn thiết kế để quý vị có thể xem được chi tiết các góc ở công trình. Chẳng hạn như là góc nhìn từ trên nhìn xuống như quý vị thấy trên màn hình, chúng ta sẽ thấy được hình dáng của mái cũng như là bao quát hơn về ngoại thất của công trình. Tiếp đến thì sẽ là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Đầu tiên là mặt bằng định vị, chúng ta sẽ thấy một cách khái quát về hình ảnh khu đất. Kết hợp với hình ảnh thực tế chúng tôi ghi lại thì quý vị sẽ dễ dàng xác định vị trí xây dựng trên khu đất, cách chỉ giới đường đỏ bao nhiêu cũng như là khoảng sân trước sân sau bao nhiêu. Với công trình này thì khoảng cách từ bậc 5 cấp đến cổng gần 10m, tương đối thoải mái cho việc di chuyển, trồng cây hoa cũng như là xe ô tô vào ra. Công trình này thì sẽ xây dựng về hướng đông nam, theo bát trạch là hướng tốt, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Kích thước xây dựng là 8,2 x 13,1m, diện tích sử dụng sẽ rơi vào khoảng 179m2. Tầng 1 là khu vực đón khách, ăn uống và sẽ có thêm một phòng ngủ. Cụ thể thì phòng khách sẽ có diện tích là 25m2, ngăn cách với bếp ăn nhờ vào một hệ lam. Khu vực bếp ăn thì rộng 20m2, từ bếp ăn chúng ta có thể dễ dàng di chuyển ra ngoài qua một cửa đi tại sảnh phụ. Cũng chính lối cửa này thì khi đi trở về chúng ta có thể đi thẳng vào đây mà không cần nhất thiết phải đi qua phòng khách, mở ra lối di chuyển độc lập trong công trình. Việc khai thác cửa ở đây còn nhằm mục đích là lấy sáng và trao đổi không khí cũ mới. Phòng ngủ số 1 thì sẽ có diện tích là 15m2, nhà vệ sinh khép kín có diện tích 3,2m2. Chúng tôi mở lối cửa thông phòng ra hướng cầu thang để tránh vị trí phòng khách, như vậy thì vừa riêng tư vừa thẩm mỹ. Cuối cùng ở tầng 1 là khu vực vệ sinh chung có diện tích 4,5m2, theo thứ tự sẽ là lavabo, toilet rồi đến sàn tắm đứng. Nếu khu vực tắm và vệ sinh tích hợp với nhau thì nên có một cửa kính hoặc là vách kính phân chia hai khu vực này. Sàn của khu vực tắm cũng nên thấp hơn sàn của khu vực vệ sinh để nước từ chỗ tắm không tràn ngược ra, đảm bảo sự sạch sẽ và khô ráo. Tiến lên tầng 2, phòng thờ đặt ở tầng này có diện tích 10m2, bàn thờ đặt cùng hướng với hướng của công trình là hướng đông nam. Phía sau phòng thờ thì sẽ là phòng sinh hoạt chung, nơi vui chơi thư giãn của cả gia đình.
Tầng này thì sẽ có thêm 2 phòng ngủ và số lượng phòng ngủ trong mỗi công trình thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng số lượng thành viên của gia đình. Phòng ngủ số 2 thì có diện tích là 15m², phòng ngủ số 3 có diện tích 13m². Nhà vệ sinh chung ở tầng này thì đồng trục với nhà vệ sinh tầng 1 bên dưới. Điều này giúp cho việc bố trí hộp kỹ thuật cũng như là đi đường ống nước thuận tiện dễ dàng hơn. Khu vực còn lại thì sẽ là sân phơi nhỏ gọn với diện tích 5m². Công trình này có chiều cao được tính từ cột 00 lên đến đỉnh mái là 10,2m, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao tầng 2 là 3,6m, riêng mái thì sẽ có kích thước là 2,7m. Thông thường thì chiều cao tầng bên trên nên thấp hơn hoặc là ít nhất bằng với tầng bên dưới. Như vậy thì sẽ đảm bảo được vẻ đẹp cho công trình, chúng ta không thấy công trình bị chênh vênh. Tại các trang mặt đứng thì chúng tôi có thể hiện chiều cao công trình. Bên cạnh đó thì sẽ còn có các ký hiệu địa chỉ màu sơn, các loại gạch, đá trang trí dùng cho ngoại thất để gia chủ có thể đọc hiểu và đối chứng với hình ảnh 3D dễ dàng. Xem đến trang số 22 thì sẽ là mặt bằng thang tầng 1 lên tầng 2 với số bậc là 25. Ở trang tiếp theo thì sẽ là chi tiết thang với trụ gỗ, tay vịn và các kích thước chi tiết khác. Cụ thể thì lan can, kính cường lực dày 12mm, cân tiện inox dày 12mm, trụ gỗ sẽ có kích thước chiều cao là 1,2m. Ở trang số 25 thì sẽ là chi tiết lam bê tông với cấu tạo là khung sắt hộp, trang trí sơn giả gỗ, kích thước là 4,55 x 1,75m. Mỗi lam bê tông thì sẽ có kích thước là 100 x 200mm. Việc thi công chính xác theo đúng với bản vẽ ngay từ đầu thì sẽ hạn chế được việc sai sót và không cần phải chỉnh sửa về sau. Về hệ thống cửa trong công trình, như là vị trí đặt, kích thước tính cả khuôn bao, quý vị có thể xem tại mặt bằng cửa. Mỗi tầng thì sẽ có một mặt bằng riêng. Cửa chính D1 thì sẽ có kích thước là 2700 x 2700mm. Vách kính cố định ngay cầu thang có kích thước là 1400 x 1800mm. Thông tin cuối cùng trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công là mặt bằng trần và đèn. Ở tầng 1 thì phòng khách và bếp ăn sẽ là trần thạch cao khung sơn chìm, bản ma tích lăng sơn hai nước màu trắng bằng với đế dầm. Phòng ngủ thì sẽ là trần thạch cao khung sơn chìm, bản ma tích lăng sơn hai nước màu trắng thấp hơn đế dầm 150mm. Hệ thống chiếu sáng chủ yếu vẫn sẽ là đèn đeo lại âm trần. Về kết cấu thì sau khi tính toán nền đất và tải trọng công trình, chúng tôi đã lựa chọn phương án móng băng bê tông cốt thép, cụ thể sẽ là móng băng hai phương. Những nội dung về kết cấu thân móng mái được chúng tôi trình bày cụ thể tại đây. Ở trang số 10 thì chúng ta thấy được mặt cắt qua vị trí tường móng, thấy được cấu tạo của móng băng gồm có lớp bê tông lót, bản móng, dầm móng, thép bản móng và thép dầm móng. Ngoài hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công kết cấu thì sẽ còn có một hồ sơ rất quan trọng mà chúng tôi gửi đến quý khách hàng là hồ sơ điện nước. Có hồ sơ này thì chúng ta sẽ yên tâm về vấn đề an toàn, không lo các sự cố về điện hay bất tiện trong quá trình sinh hoạt. Dây điện và ống nước thì sẽ được thi công âm tường hoàn thiện trong quá trình xây thô, nên nếu có hồ sơ từ trước thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Một ưu điểm khác của việc có hồ sơ ngay từ đầu đó chính là chúng ta không lo lắng về vấn đề phát sinh nhu cầu sử dụng, bởi vì mọi thứ đã được tính toán rõ ràng. Đồng thời về sau khi cần phải sửa chữa thì cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta đã biết được chính xác vị trí đi đường dây điện và ống nước trong công trình. Sau cùng thì sẽ là dự toán. Dự toán thì sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị khách hàng kèm với những hồ sơ như là kỹ thuật thi công, điện nước, kết cấu. Trong đây thì sẽ có tổng chi phí cần chi trả để xây dựng nên công trình. Chúng tôi cũng tiến hành bóc tách khối lượng, số lượng tất cả các thiết bị, vật tư cấu thành. Dự toán thì chủ yếu sẽ gồm có chi phí phần xây dựng thô, hoàn thiện và điện nước. Nội dung trong hồ sơ được trình bày dạng bản như quý vị thấy trên màn hình. Và cụ thể thì sẽ có nội dung công việc, đơn vị, khối lượng, đơn giá, thành tiền cũng như là ghi chú kèm theo để gia chủ dễ dàng quản lý. Chẳng hạn như là ở dự toán chi phí điện nước, số thứ tự 1, bồn cầu móc hôm MHT01, đơn vị là bộ, khối lượng là 3, đơn giá là 5.350.000 và thành tiền sẽ là 16.050.000, hãng sản xuất là móc hôm. Trên đây là một số thông tin về công trình của gia đình anh Nguyên có địa chỉ tại Vĩnh Bảo của Hải Phòng. Rất là cảm ơn anh và gia đình vì đã tin tưởng và lựa chọn Móc Hôm. Nếu quý vị có nhu cầu xây dựng công trình nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì có thể liên hệ với Móc Hôm để được hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline của công ty gồm có 096-445-8888, 082-813-333. Đây đều là những số có Zalo, cho nên trường hợp quý khách hàng ở xa cũng có thể liên hệ. Với quy trình làm việc rõ ràng, quý vị có thể yên tâm khi ký hợp đồng từ xa.
spa. Với khách hàng thiết kế thì chúng tôi sẽ hỗ trợ chăm sóc miễn phí, ưu đãi khi mua các sản phẩm của Mock Home. Còn đối với khách hàng thi công thì chúng tôi sẽ hoàn trả 100% chi phí thiết kế, đồng thời hỗ trợ làm hồ sơ cấp phép xây dựng miễn phí. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Những mẫu nhà đẹp thì sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật tại trang web mockhomegroup.vn, trang web thiết kế thi công trọn gói .com, cũng như là hệ thống các kênh YouTube bao gồm có Mock Home, nhà đẹp Mock Home, nhà phố Mock Home. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.